Tuần qua, M&T Pictures đã có buổi lễ ra mắt game show mới mang tên Kẻ Thách Thức với sự tham gia của MC Thanh Bạch, Đại Nghĩa, đạo diễn Quốc Thảo cùng nhiều nghệ sĩ khách mời khác. Kẻ Thách Thức là chương trình kết hợp game show và talent tạo nên sự tương tác giữa người chơi với khán giả. Kẻ Thách Thức mở ra cơ hội cho người bình thường vượt qua giới hạn của bản thân, thử sức với những lĩnh vực mà mình chưa từng trải nghiệm trước đó như múa lửa, uốn dẻo, võ thuật, xiếc, ảo thuật, v.v. Mỗi người bình thường sẽ là một kẻ thách thức. Sau thời gian 3 đến 4 tuần tập luyện, họ sẽ biểu diễn trên sân khấu cùng với những người chuyên nghiệp. Kẻ thách thức phải thuyết phục được khán giả và người chơi mình chính là người chuyên nghiệp. Sự công nhận của khán giả và người chơi chính là thước đo sự thành công của họ. Cái chương trình nó có sức thu hút là bởi vì sau mỗi tiết mục không chỉ là nó hay, nó đẹp hoặc nó lạ gì đó rồi, thì nó hơn một cái là cái tâm lý của người xem phải theo dõi liên tục để xem ai đúng, ai sai, người nào là kẻ thách thức. Và chính đây là chìa khóa của vấn đề mà tôi cũng rất vui vì chương trình này là của một bạn rất là say nghề, rất là yêu nghề và viết cái format này để được nhà sản xuất đồng ý lên sóng. Trong lễ ra mắt chương trình, MC Đại Nghĩa hào hứng khi được mời thử tài múa long công. Nguyên nhân do anh từng xem các nghệ sĩ múa bóng rổi biểu diễn giữ thăng bằng đồ vật khi đảm nhận vai trò MC chương trình Kẻ Thách Thức. Khi nghệ nhân múa bóng rổi Lê Minh Hùng chỉ những nguyên tắc cơ bản, nam MC sẵn sàng bỏ kính biểu diễn. Màn thử tài chưa thực sự xuất sắc, nhưng Đại Nghĩa gây ấn tượng vì nhanh chóng phát hiện ra mẹo trình diễn. Điểm đặc biệt của chương trình Kẻ Thách Thức này là chúng ta đang thử thách thức những cái thí sinh tham gia với những cái ngành nghề, những cái bộ môn mà họ từ nào đến giờ họ chưa từng thực hiện qua, và thách thức cả những người nghệ sĩ được mời đến tham gia chương trình trong cái vai trò giống như là một cái ban bình luận, một cái ban mà chuyên môn là những người đã lâu năm trên sân khấu, kinh nghiệm nhiều năm rồi, để thử xem coi là con mắt phán đoán của họ có tinh tế hay không, có nhận ra được đâu là cái người là đã có thâm niên lâu năm trong cái bộ môn đó và đâu là cái người mới vừa tham gia hay không. Thì chính vì thế cái chương trình này nó vừa mang yếu tố tài năng, khi mà các bạn trẻ hoặc là những ai đó khi đến với chương trình á được thể hiện mình trong những lĩnh vực mới, bắt buộc phải có tài năng họ mới làm được cái điều mà vốn không phải sở trường của họ, mà bên cạnh đó còn là yếu tố giải trí. Yếu tố giải trí đến từ những người nghệ sĩ khi họ đặt cược những cái số điểm mà chương trình giao cho họ vào một thí sinh nào đó mà họ cho rằng đó chính là kẻ thách thức. Thì đó vừa là yếu tố tài năng cộng với yếu tố giải trí, nó tạo nên cái sự hấp dẫn cho cái chương trình Kẻ Thách Thức này. Cũng trong buổi họp báo, nghệ nhân dân gian Lê Minh Hùng và học trò đã trình diễn một số tiết mục như múa ô, múa đĩa, múa dao, múa rót rượu, v.v. Đây là những màn trình diễn có độ khó cao, đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo khi phải giữ thăng bằng đồ vật kết hợp với múa phụ họa. Để lưu giữ loại hình nghệ thuật dân gian này, phải kể đến công của những người truyền lửa như nghệ nhân dân gian Lê Minh Hùng. Ngoài nêu bật khả năng phi thường của con người, Kẻ Thách Thức còn có ý nghĩa đặc biệt, tôn vinh những người thầy trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đằng sau mỗi màn trình diễn là quá trình tập luyện đầy nghị lực của Kẻ Thách Thức, cũng như hành trình vượt khó để theo đuổi niềm đam mê của mỗi bậc thầy. Đó có thể là câu chuyện vui, hoặc cũng là lời tâm sự buồn khiến cho nhiều người xem rơi nước mắt.